Khu vực này là nơi trồng thanh long ruột đỏ của hợp tác xã Thanh Long Long Hội, một trong những mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ cao ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thanh long bước đầu đã làm thay đổi tập quán canh tác của người dân, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nông dân sản xuất thanh long Việt ghép sử dụng phân hữu cơ vi sinh, tưới nước tiết kiệm và duy trì thường xuyên việc ghi chép nhật ký sản xuất. Kết quả kinh tế cho thấy, người dân trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao cho thu lợi nhuận bình quân trên 1 hecta từ 500 đến 600 triệu đồng trên năm. Về cái ứng dụng công nghệ cao hiện tại của tôi thì ứng dụng là cái hệ thống tưới nước, tưới phân để giảm được cái công lao động và giảm được cái giá thành, tăng được cái hiệu quả kinh tế so với những cái năm trước mà mình làm chưa có ứng dụng. Cái hợp tác xã của tôi hiện nay là nó tầm 46 hecta và trung bình khoảng 42 thành viên đó. Thì mỗi hecta mỗi một người thì cũng tương đương 1 hecta. Và cái hiệu quả kinh tế thì sản xuất người ta hợp tác xã này cũng đã ổn định và phân chia ra, thí dụ một tuần về sản xuất được bao nhiêu tấn thanh long, nó sẽ có kế hoạch, nó không có bị mà khi mà được hàng nhiều thì thất giá mà hàng ít thì tăng giá như vậy. Thì hiện nay hợp xã của tôi cũng được có cái bao tiêu và sản phẩm gáp đó, thì được cái giá ổn định. Trong khi những cái hộ mà những người mà làm không theo cái quy trình làm gáp thì giá sẽ bất bền. Số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 12.000 hecta thanh long cho sản lượng đạt trên 400.000 tấn trên năm. Với việc áp dụng công nghệ cao vào trồng thanh long, đến nay đã có 150 hecta được doanh nghiệp ứng dụng sản xuất và đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Australia. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, quy trình sản xuất này cũng được doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, chi phí công nhận lần đầu và tái chứng nhận Global Gap hàng năm. Đây là tiền đề giúp cho cây thanh long tỉnh Long An tiến tới sản xuất ổn định và bền vững trong tương lai. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết, địa phương phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 5.000 hecta thanh long ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 3.300 hecta sản xuất theo tiêu chuẩn Việt ghép và Global ghép.